Hello my friend, welcome back to my channel. I'm learning to speak English. So my English is not good. Please read the subtitle in the video. Thank you very much. Today I'm going to show how to DIY Amplitown DC by television made in China. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn độ chế một bộ công suất 12V từ TV Trung Quốc các bạn nhé. Đồ thiết kế ở đây chúng ta sẽ có một bộ phên vỉ và bao gồm con IC này các bạn. Ok, con IC của chúng ta thì sẽ là con 1721A các bạn nhé. Và thì nó hơi bị vướng. Ok, thì nó hơi vướng con tụ nên có gì các bạn thông cảm nhé. Thì sẽ dẫn các bạn nào đổi chế con này như sau. Do follow me. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind. Rồi thưa kể, trước khi vào chế cháo thì sẽ show cho bạn xem chân của IC nhé, xem số của IC nhé. Thì con này của chúng ta thì sẽ là con AN 17821A nhé. By IC 1721A. Ok, thì con IC của chúng ta thì sẽ bao gồm tất cả 12 chân các bạn nhé. Chân 1 là đường nguồn vào nhé, VCC Tower Input 1, Speaker Out 2, N4. Ok, thì chân xuất âm của chúng ta thì sẽ là chân 2 và chân số 4 các bạn nhé. Chân số 3 thì sẽ là mát nhé. Ok, chân số 6 của chúng ta và chân số 8 thì sẽ là đường nhạc vào input nhé. Input music 6, 8. Chân số 7 là mát các bạn nhé. Chân số 9 là chân volume, mát volume. Chân này thì sẽ can thiệp bằng con điện trở 15K các bạn nhé. Resin. Và chân số 5 của chúng ta thì các bạn lưu ý cho mình là có con điện trở 100K, lấy nguồn 12V nhé, VCC Tower Resin 100 Input 5. Ok, thì các bạn lấy nguồn 12V qua con điện trở 100K vào chân số 5 các bạn nhé. Tiếp theo thì cũng lấy nguồn 12V qua con điện trở 15K vào chân số 9. Chân số 10 và chân số 12 là chân giao loa các bạn nhé. Speaker out 10, 11.
Ok, chân số 11 của chúng ta là mát con nhé. Như vậy là con đi chơi của chúng ta bao gồm tất cả 12 chân. Các bạn là lưu ý những cái chân để cho các mạch stan bi hoạt động các bạn nhé. Rồi thì ok, chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Thì các bạn là chú ý chiều chân của IC nhé. Chân 1 của chúng ta thì sẽ ở đây các bạn nhé. Ở bên tay trái của mình. Thì chân số 1 thì sẽ là đây các bạn nhé. One VCC, Thao One. Thì chân nguồn của chúng ta thì sẽ lấy nguồn 12V vào chân số 1 các bạn nhé. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Thì các bạn cùng mình ý, mình sẽ chuẩn bị linh kiện, chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Ok, thì trước tiên thì các bạn câu cho mình cái mạch nguồn. Cho mạch stan bin hoạt động các bạn nha. Thì con điện trở 100K thì các bạn nối vào chân số 5 cho mình nhé. Raising 100 input file. Thì các bạn đến này. 1 2 3 4 5 file. 1 2 3 4 5. Tiếp theo nữa là con điện trở 15K này vào chân số 9. Input online. Con điện trở này các bạn này. Khả năng là máy quay nó không lấy được nét. Ok, nó không lấy được nét các bạn. Ok, vào chân số 9 các bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 này các bạn này. Và thì chúng ta cùng lấy nguồn 12V nhé. Thao von DC. Ok, thì sẽ cân chỉnh lại cho các bạn quan sát nhé. Ok, như vậy là mình đã hàn xong cái cho cái đường mạch stan bi nó hoạt động này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn đường ra loa nhé. Speaker out. Ở đây thì mình sử dụng hai chiếc loa của nó luôn các bạn nhé. Speaker out by television made in China. Ok, chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 2 và chân số 4 nhé. Speaker out 2 1 2 and 4. Ok, thì các bạn có thể xem qua sơ đồ nhé. Thì chân số 2 này sẽ ăn vào cọc này các bạn nhé. Và chân số 4 thì sẽ chạy ra vào đây. Hoặc là các bạn có thể xem luôn trên cái dây jack của nó này. Dây jack này các bạn này. Đây nữa này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn tiếp một chân ra loa nữa các bạn nhé. Speaker out 10 and 11. Ten and tau. Tức là chân số 10 và chân số 12 nhé.
Ok, như vậy là mình đã hàn xong này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn nguồn vào các bạn nha. Mình sẽ sử dụng cái bình 12V này. VCC Town Vault DC. Town Vault DC Input 1. Nguồn vào chân số 1 các bạn nhé. Thì mình sẽ hàn nguồn đầu vào này. Tiếp theo thì sẽ hàn mát các bạn nhé. Ok, như vậy là mình đã cấp nguồn xong cho nó này. Và thì chúng ta sẽ kiểm tra nhé, chạy thử nha. Input music. Input music nha. Six nha and S. Ok, các bạn có thể quan sát loa này. Này thì nó không kêu to bằng cái ấy nhé. Rồi thôi, ok, mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc. Sau khi chuẩn bị nguồn nhạc xong thì sẽ test thử test thử một loại nhạc các bạn nhé. Trước khi chuẩn bị nguồn nhạc thì mình sẽ cấp nguồn nhạc vào cho nó các bạn nhé. Input music volume controller DIY user DIY music controller. Thì mình sẽ sử dụng một cái bo chỉnh nhạc cho mình tự chế này các bạn này. Thì chúng ta sẽ cấp đường nhạc vào thì sẽ là chân số 6 và chân số 8 các bạn nhé. Music input 6 and S. Tiếp theo đây các bạn là hàn mát đây này. Ok, thì mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc các bạn nhé. Sau khi chuẩn bị nguồn nhạc thì chúng ta sẽ test thử một đoạn âm thanh nhé. Rồi thôi, ok, mình chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này. Thì sẽ test thử một đoạn nhạc các bạn nhé. Ok, test music. I'm falling to
started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Rồi ok, mình test thử đoạn cho các bạn nhé. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn nút like. Và đối với các bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Goodbye, see you again.